chào mọi người đã trở lại với kênh Cái Cảnh Hòa Chị Miền Tây của mình. Ở đây mình có một số cá lán đã lên đầu sẵn. Do hôm nay thì mấy con cá này chỉ bán tại nhà, không có ship ở xa. Sẵn hôm nay mình quay clip chia sẻ cách nuôi cá la hán nó mau lên đầu nhất đối với cá bột. Còn mấy con này là nó đã lên sẵn. Ở đây thì mình có một cái hồ 80 cm, mình chia làm 5 ô. Anh em thấy đây là 5 ô. Đối với những cái ô ở giữa thì mình có thể ngăn ra làm hai, tại vì do cái bề ngang của hồ là 50 nên mình nếu mà cá nhiều mình sẽ ngăn ra làm hai. Ở trong đó thì mấy con đó nó chỉ mới lên đầu thôi, còn mấy con ngoài thì nó đã bung rất là mạnh. Đây, màu luôn. Một số con thì màu đỏ nó chưa có lên. Anh em muốn kích cái màu đỏ của nó lên thì mình có thể cho ăn thêm tim bò hoặc một số loại thức ăn nó có kích màu. Đây, con nào cũng như con đấy nha anh em. Đầu nói chung là nhỏ có, to có. Ở trong kia anh em thấy có một con máy nè. Thông thường thì anh em mới nhận cá gì á thì mình sẽ, đối với cá bột thì mình sẽ thả ra riêng nha. Mỗi một con là một ngăn. Nếu anh em không có hồ kiến thì có thể thả vô những cái bình 5 lít. Đối với cá mình bán là 20.000 một con, là cái loại cá bột size một ngón đó. Còn cái loại to hơn thì anh em có thể chọn những cái dụng cụ chứa rộng cá lớn hơn nha. Nhưng mình thấy nuôi trong hồ kiến là mình sẽ dễ quản lý nhất, tại vì ở trong cái canh nhựa hay là cái bình nước 5 lít gì đó thì nó sẽ khó nhìn thấy con cá. Có một số con thì nó có thể là bị nấm, anh em sẽ không có thể phát hiện được. Còn ở trong hồ kiến thì mình sẽ dễ dàng thấy nha. Thông thường một con cá la hán mới đem về thì anh em không nên cho ăn liền, mà nếu mình cho nó ăn liền thì nó một số con nó sẽ không ăn, hoặc nó dễ dẫn đến sình bụng nha. Tại vì khi nó ăn xong thì nó sẽ bu vô một góc nó núp, thì lúc đó con cá nó không hoạt động thì nó dẫn đến con cá nó sẽ bị sình bụng. Đây, ở trên đây thì mình chỉ có xài một cái máy lọc thôi nha nè. Ở đây mình xài là 3 hồ cá nối liền với nhau. Đây, thông qua một cái ống phi 34 nè, mình làm cho nó thông nước qua lại nhau. Ở đây mình chỉ xài có một cái máy lọc cho 3 cái hồ, mỗi cái hồ là 80 cm. Đây, mấy con này là size trên 2 ngón nha anh em. Mấy con này giá 250k một con. Đây, con này đầu khá to luôn nè. Đây, những con này đầu này hơi nhỏ hơn tí. Con này thì có thể giá nó rẻ hơn. Con này giá 200k. Anh em nào mua ở xa thì mình có thể ship xe Phương Trang nha anh em. Khi anh em mua thì anh em nhớ nêu rõ địa điểm. Nếu mà nó trong khoảng cái phạm vi ship của mình thì mình có thể ship được, còn nó quá xa thì có thể ảnh hưởng đến cá, mình sẽ không nhận những cái chỗ ship quá xa nha. Tại vì thông thường con cá này đi xa mình thấy tầm 30 tiếng trở lên thì sẽ rất là yếu. Mặc dù thì oxy mình vẫn bơm là oxy nguyên chất nha. Nếu mà đi xa quá anh em về dưỡng con cá nó cũng khó, có thể là con cá bị tuột đầu rồi sau đó nó sẽ bị bệnh nha. Đây, mấy con này là size tầm 2.5 đến 3 ngón. Ở đây thức ăn chủ yếu của nó thì mình cho nó ăn thức ăn. Anh em nào mua cá mà không có thức ăn thì có thể mua thức ăn luôn nha. Thức ăn ở đây mình cho ăn thức ăn là tôm bôi. Đây, con nào cũng ăn hết nha anh em, rất là dễ ăn. Ngoài ra thì mình có bổ sung thêm sâu và tim bò. Sâu thì mình mua cái loại sâu cho cá rồng ăn.
phía trong là những cái con cá đầu nó mới chớm thôi nha nè. Cá nó mới chớm, thông thường là những con cá mà mình tách phơm trễ á, có nghĩa là những con cá size 30.000 á, một con á, mình tách phơm trễ thì cái đầu nó sẽ lên chậm hơn nha. Còn thông thường anh em muốn lên nhanh á thì chỉ có những con size 20.000 cỡ một con thì nó sẽ lên nhanh hơn. Anh em về chịu khó mình nuôi riêng hết nha. Nếu mình nuôi chung thì bảo đảm không có con nào lên đầu hết, tại vì con nào nó lên hơi mạnh chút là nó sẽ bị cắn, với lại cá nó sẽ bị chày chùa trong quá trình nuôi, nó sẽ được cắn lộn nhau nên nó rất là khó lên đầu, với lại cái màu của nó sẽ không có đặc sắc bằng mình nuôi riêng. Đây, ở dưới đây là cá size 30.000. 30.000 thì anh em thấy có một số con nó cắn gắt đuôi nè. Do ở đây mình hồ thì cũng khá ít nha, nên mình không có tách ra, chỉ để bán cá như thế này thôi. Anh em muốn lựa con nào cũng được, size này là 30.000 một con. Nếu mình về chịu khó phơm tầm trên 4 tuần lễ thì nó sẽ bung giống như mấy cái con cá phía trong. Đây, mấy con cá nuôi con đó cỡ 5 tuần lễ, con mé trong, một con mé ngoài á, là con này phơm 60 ngày đối với cá một ngón. Đây, ở trong, cá ở trong đầu nó mới chớm nha. Thông thường thì những con cá càng nhỏ thì mình dưỡng của nó thì nó dễ thích nghi hơn, nhưng mà nếu mà nó bệnh thì nó sẽ mau chết hơn những con cá size hơi lớn hơn tí. Do đó những con cá càng nhỏ thì nếu mà nó gặp sự cố về nấm hoặc đường ruột thì nó sẽ hao nhiều hơn là đối với những cá lớn nha. Cá lớn thì nó sẽ ruột được lâu hơn tí. Đây, trong đây có một con cá mái này nè. Con này lúc nhỏ thì cái đầu nó cũng gù cũng tương đối nha, nhưng mà nó đến khi nó phát triển thành con cá mái thì cái đầu nó sẽ bị sừng lại, nó không có lên nữa. Mặc dù là một con cá mái nhưng cái đầu nó cũng hơi mô mô nha nè, nó không có trơn đùi nữa nha. Ở trong là con cá mái đầu mô ngon lành nha. Con phía trong màu giống như mấy con vét kinh luôn nha, nhưng mà con này bộ đuôi thì nó hơi nhỏ, nó có mắt mắt vàng luôn. Anh em nào mới nuôi và chưa có kinh nghiệm có thể nhắn tin qua số Zalo, mình có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm nha. Cho một ngày thì mình cũng có khá nhiều công việc nên có thể là không trả lời kịp anh em, thì có thể mình rảnh thì mình sẽ trả lời sau. Đối với con cá la hán này, đặc điểm của nó thì cực kỳ dễ nuôi nha. Nó chỉ khó một điều là lúc anh em mới đem về mình cứ sợ cá đói mình cho nó ăn liền thì nó dễ rơi vào cái tình trạng là thức ăn nó không ăn, dễ gây dơ nước. Mà khi dơ nước thì con cá mình nó sẽ bị nhát nha. Thứ nhất nhát, thứ hai là con cá mình sẽ bị bệnh. Thông thường thì những con cá mà mới chuyển về thì nó rất là nhát, nó sẽ rút vào một cái máy lọc, đầu của nó sẽ bị móp đi, nó không có sung giống như cái vẻ ban đầu nha. Đây, còn đối với việc cho cá lá hán ăn sâu thì thông thường thì mình sẽ chọn những con sâu lột cho ăn nha anh em. Nếu mà anh em mua ít thì mình mua tối thiểu thì cũng tầm 100g thì mình có thể thường xuyên có sâu lột nha. Còn anh em mua ít quá thì cái lượng sâu nó ít thì nó sẽ không có lột thường xuyên. Anh em mua tầm 100g mình về mình gọng trong một cái thau này nè, rồi mình để giấy báo hoặc cái dĩ để trứng gà vô thì sẽ xuất hiện một vài con sâu lột, lúc đó mình sẽ lấy cho cá ăn.
Thông thường á, thì đặc điểm của sâu lột này nó rất là mềm, cá ăn rất là dễ tiêu nha. Còn đối với những con sâu này á, thì cái vỏ nó rất là cứng, sâu ăn thì nó khó tiêu hơn, mình vẫn có thể cho ăn được nha. Đây, cho ăn cho anh em xem nè. Đây là con sâu sâu vỏ cứng nha. Đó. Đối với cho ăn sâu thì mình không nên cho ăn quá nhiều nha. Thông thường thì mình cho ăn mỗi một con thì tầm 1 đến 2 con thôi. Tùy theo cái size cá. Chứ nhiều khi mình nói không cho ăn quá nhiều thì mình cho ăn ít quá thì nó cũng không có đủ sức để con cá phát triển đầu nha. Có nghĩa là mình cho ăn thế nào mình thấy con cá nó hơi lơi thôi. Lần sau mình cho ăn hơi ít lại một tí. Đây ăn sâu lột nha. Sâu lột cá rất là phái. Con này nãy giờ ăn thức ăn bụng căng bóng rồi. Mấy con nào mà nó ăn được tim bò thì cái màu lên rất là nhanh nha nè. Thông thường là cái loại tim bò cho cá dĩa ăn. Anh em có thể mua ở một số tiệm cửa hàng hoặc chỗ bán cá kiển thì đều có nha. Tim bò. Đây có con này cái đầu rất là bóng luôn. Còn đối với việc nhiệt độ nước lạnh thì con cá la hán này nó rất dễ bị nấm nha. Do đó anh em nên chuẩn bị một cây sưởi ấm khi nuôi cá la hán. Ở đây thì ba cái hồ này thì mình xài chỉ có chung một cây sưởi thôi, do cái nguồn nước của nó thì nó thông với nhau. Ở đây mình xài cây sưởi chỉ có 200W nha. Thông thường thì mình để những cây sưởi 300W. Nếu mà mình ghim vô ổ điện thì nó sẽ dễ bị chảy cái ổ điện nha, hoặc nóng cái chu ghim. Do đó mình chỉ chọn cây sưởi 200W. Còn anh em hồ nhỏ hơn thì mình có thể chọn cây sưởi tầm 100W nha. Có thể là mình sẽ ghim vào ban đêm, và ban ngày mình sẽ rút ra, đến đêm mình sẽ ghim lại. Đối với những con cá mới về. Còn anh em nào mà nuôi, nếu mà con cá phát triển bình thường không bị nấm thì mình cũng không có cần thiết phải ghim sưởi nha. Còn những con cá mà nó bị nấm mình ghim sưởi vào thì cái nấm của nó sẽ hết rất là nhanh nha. Do đó anh em không cần phải sử dụng thuốc kháng sinh để chữa cho cá. Nếu mình lạm dụng thuốc quá nhiều quá thì thứ nhất là ảnh hưởng đến môi trường nước, thứ hai ảnh hưởng đến cá nha, dễ làm cho cá chậm lớn nha. Rồi đó là một số thông tin mình chia sẻ với anh em. Còn anh em nào có nhiều thắc mắc thì có thể nhắn tin qua số Zalo mình có thể chia sẻ thêm nha anh em. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Anh em nào có xem kênh thì đăng ký kênh ủng hộ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn.